đi lên trên để tìm cây dược liệu. Trên này là những cái địa hình rừng, rừng này là có nhiều cây đấy. Nên rồi chỗ này nó đất nó sạt phải mưa và rồi mưa nhiều đất nó sạt cái cây chưa. Chưa này. Cây này chắc phải cả người ôm ấy. À đây có khe. Có cái khe cây, khe lứt của cây này vớ vẩn có tắc kè ở trong đây. Ở trong những vòng cây như này là thường là hay có sóc, sóc ở cũng sóc bay nó hay ở trong đây đó. Đây có cái lỗ mới. Ơi, ông Đốt à, đang leo lên, chỗ này dốc quá. Chờ tí nhá, chỗ này đang dốc quá, đang khó lên. Chờ kẹo anh sắp lên đến nơi rồi. Đâu đây xem nào. Úi dồi ôi, chết dở Đốt này, tí tay sưng vù ấy nữa cơ. Đấy, tay là mấy lốt này. Mấy lốt ở tay này, là trong lại xong trong người lại mấy lốt nữa này. Cái dở tổ này chắc là lắm quân lắm đây. Này, tí nữa nó sưng cho thì thôi rồi. Cái dở ấy. Người đã mấy lốt rồi mẹ. Để xem cái tổ ở đâu ở đây. Đây cái tổ ấy, bây giờ ui tổ nó to mà đông quân thế này làm sao mà nó không đốt cho đến cả chục nhát thế đi. Chết dở kinh tổ ong. Tổ thế bây giờ đầy quân này. Này chả trách nó đốt cho mẹ. Tím hết người đây này. Thế thôi xem nào, ngồi nghỉ một tí đi xem có đi tiếp được không. Không thì thôi quay về. Bên này có cây bói đen này. Cái này khá là già đấy, gốc to lắm. À, từ gốc một cái thịt khác. Đây cây bơ đen ở bên cạnh đây. Đây, thấy cây sâm bơ đen đầu tiên. Trong rừng trúc này thì thường thường cây bơ đen này củ sẽ rất là mẩy. Cây này đất tươi nhỉ. Đứt rồi, đứt nguyên tí. Đây, sau khi đào mình cũng đã đào được cái củ sâm béo đen này nè. Ở đây bên cạnh thì cũng có thấy một cái cây cao cẳng này. Cây này gọi là cây sâm cao cẳng. Thì cái cây này mình sẽ lấy cái phần rễ này mình sử dụng là sử dụng để uống là chống đau lưng và nó rất là tốt cho sinh lý nhé. Rừng khu rừng này là bước đầu là cũng thấy có khá nhiều cái cây dược liệu cần thiết để mình tìm kiếm rồi. Để mình sẽ lấy này mình cắt đây mình cho ở bao. Mình lại tiếp tục đi lên phía trên. Phía trên này chắc là còn nhiều đấy. Cây bé như củ to nhỉ. Mình đây là toàn những cây nhỏ nhỏ như củ rất là to. Đất trên rừng thì nó đất tươi đẹp thật. Đất đi xuôi mình như này trồng lạc, trồng sắn, trồng khoai thì tuyệt vời. Đất nó tươi. Rất là tươi màu mỡ nhé. Phải nói là cái lá tre này nó, lá tre nó làm xốp đất. Đấy, cây nhỏ xíu nhưng mà làm chặt chặt cái phần gốc này ra để trồng lại. Lại trồng lại.
cái cây nó cũng dễ sống này, có cái gốc này trồng xuống thì thời gian sau nó bén rễ này. Khu trên này còn cây nào nữa, thơm thật, cái cầm này, cầm đi mà thơm phức ấy. Cái chỗ này sao nó dốc thế nhỉ, giờ bên này còn dốc hơn nữa. Trường này không biết là có đi lên được không. Úi dồi ôi, tìm thế. Này quá tí rất quẩn. Này thôi, chắc phải cho cái này vào ba lô. Cái tay bám chứ không cũng lên được. Úi dồi, nhìn cái chỗ này nó đã trơn, nó lại còn không có cái cây gì để bám. Tay mình vừa nãy rốt quá không biết là cho cái này vào ba lô, cái tay mà bám. Úi dồi, đau quá. À, bên đây nó lại vách đá sâu rồi, không còn đường lên nữa. Nguy hiểm quá. Chết thôi. Đoạn này đi là hơi khó đi đấy. Vừa dốc rồi, khó đi. Trơn. Ở đây có cây, có cây cao cảnh tốt chưa đây. Do to, cây to chưa tốt mà rất là đẹp nha. Cây này bụi dễ để quá nhiều, cây nào cũng nhiều như này thì phải nói tuyệt vời luôn. Cái cao cảnh này sử dụng này chủ yếu mình sử dụng là cái bộ rễ của nó là chính, phần thân mình không lấy. Này rễ ác chưa thì tốt nha, cố gắng lấy được càng nhiều rễ càng tốt. Đấy, cái này là thơm lắm đấy, ngâm rượu uống tuyệt vời luôn. Đây gọi là sâm cao cảnh. Đây cây nữa, chỗ này công nhận là nó ẩm mùn nó nhiều, cái rễ nó nhiều. Cây này nó rất là hay, nó thân nó không mọc xuống dưới đất mà thân nó mọc nổi hẳn trên, chỉ có cái phần rễ nó, phần rễ nó cắm xuống đất thôi, còn tất cả cả thân nó mọc nó treo hết ở bên trên này. Này thì mình chỉ lấy phần rễ này thôi, còn phần thân lá này vứt đi, lá thì nó không có tác dụng mấy. Thơm lắm, này ngâm rượu uống, đun nước uống tốt. Đây, tiếp tục đi lên phía này tìm xem có không. Tiết, ổn thật đấy, cảm thấy là phải tiết. Quá là nóng. Hè, giữa hè mà. Tháng 6 rồi. Chưa tháng 6, nước như ai lấu. Chết cả các cờ. Ôi trời, mình đào chỗ này hay bị đứt củ ấy nhỉ. Lấy đoạn củ thôi, còn cái cây này lại đem trồng xuống. Đây, giờ cây này mình lại trồng xuống nhé, để nó lại thành một cây khác. Cây béo này nó có cái đặc tính là mình cứ lấy củ xong, còn cái thân, cái phần thân gốc mình lại trồng xuống thì nó lại lên được cái cây khác. Lại tiếp tục đi lên, đi ngược tiếp lên phía trên. Biết ngay mà, vừa nãy trời nó oi nóng như thế mà, thế nó kiểu gì mà chẳng mưa, thế mà xuống vội xuống vàng mà còn không kịp nữa.
sự là hôm nay này đi một ngày là chả may mắn tí nào, vừa mới đi lên đến rừng cái thì vợ lại bị ong đốt, nhưng mà đi để mới lấy được có mấy cái củ béo đen thì trời đổ mưa, chạy bắn sống bắn chết rồi. Ngày đi xui quá, thất thu, ngày quá là buồn luôn. Đấy, mưa thì tầm tã, sản phẩm thì không được gì nhiều, chắc được tí béo đen nghệ mấy cây, được mấy cây cao cảnh, không đủ một bình rượu để ngâm. Tầm này chắc là cũng phải 4:30 5 giờ ấy nhỉ, chờ 5-10 phút nữa thì nó cắt xong cái rễ, làm sạch sẽ cái cây này thì sắp xếp vào ba lô rồi chắc mình cũng về thôi. Mưa cũng chạy không, buổi trời lại mưa đến tối thì buổi trò thì cũng thế đâu. Kiểu này thì trời này chắc là mưa đến tối không chạy được. Tuy nhiên đây thì mình cũng chuẩn bị đồ đạc để đi xuống núi thôi, thì trời này thì cũng không thể là mưa không thể dừng được. Thôi nhân đây mình cũng xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video sau nhé. Các bạn thấy hay thì like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé các bạn nhé.